Nè, 1, 2, thằng Châu đừng có ra ngoài nha cha. Cái này là camera quay được nha, nó bay nhảy vô. Thank you.
Đi sợ luôn rồi. Sợ. Làm cảnh quản luôn rồi. Hay quá chú ơi. Một năm. Không quánh lỗi thì chán quá rồi.
quấn rồi rồi chuẩn bị chân ra tới xe từ từ lắm thấy chưa? Bước ra đi, mình dặn đi. Cô mà.
vậy mày? Bắn gì vậy mày? Bắn gì vậy mày? Đi đại đụng nhớ không phải trước rồi mình bỏ anh đừng có làm mấy siêu phẩm mấy siêu phẩm ở đó mày đỡ luôn á mấy siêu phẩm á làm nào động hơi làm nào làm đụng trước nó bỏ. Rồi đụng từ lúc đụng rồi. Mà người đụng rồi đụng rồi. Tay đụng rõ ràng báo thôi. Đúng này là tôi tự giác. Đúng rồi. Ngoài đất trời để lần này để im nó mà cũng không biết tiếng hả cầm cái gì vậy trời ơi, tăng vô là mai trái rồi sao
Để luôn. Không phải không? Không phải không? Đây có phao ra cho luôn. Dạ để. Ờ, dạ cho. Anh
Mấy rồi? Thì nó lắm ở ngoài thì kêu giữ nguyên hiện trường, nó chạy qua nó xóa còn lũng chạy giữ nguyên hiện trường chạy anh chỉ biết cái chiều ăn vàng lụa liễu rồi cho anh không biết vậy. Ngày hôm nay xài chiều ăn á, chiều đầu tiên là bóc cầu lên trước đây rồi tính sau cái cầu á, dụ như nó có lực á nó lăn thì không nói, những cái cầu nè ở trên đây từ 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 nó xuống đây cái nằm im đó tự nhiên bóc chạy mất. Anh quan trọng áp dụng tốt đi, tụi em áp dụng theo. Chứ còn anh áp dụng tốt sao tụi em áp dụng theo được? Được không? Đó, anh làm sao là tụi em áp dụng theo à? Y chang nào khác á? Lên. Chụp vô nha không? Chống trong tàu chống. Được. Chỉ là rồi chỉ là hai vô. Chụp kỹ anh hết rồi. Yeah, man.
đâu. Hay quá, đúng rồi, nhớ rồi. Rồi, đây, ai cắm dây này. Ai này, ai cắm dây này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.